Kính thưa quý vị, à, cuộc sống của con người phải chăng là một cuộc sống đầy nước mắt, đầy những cái đau khổ. À, giống như sự mô tả của rất nhiều người khi mô tả cuộc đời như là sa mạc vô lưu giống như nhà thơ Huy Cận đã mô tả. À, có người thì coi cuộc đời là những cái chuỗi khổ đau à, và trăm lần vui, vạn lần sầu sầu nhiều hơn là vui hoặc là có thể cho cuộc đời như là bể khổ và trong đó con người chúng ta ngập lặng ở trong một cái bể mà đầy những cái nỗi đau thương đầy nước mắt à, thưa quý vị thiên chúa đã tạo dựng nên con người và thiên chúa chính là thiên chúa của tình yêu ngài yêu thương con người và bởi vì tình yêu cho nên chắc hẳn là ngài muốn cho con người của chúng ta được hạnh phúc được vui mừng à, nhưng vì một lý do nào đó con người của chúng ta đã đánh mất đi cái niềm vui thật của mình à, con người của chúng ta muốn quay lưng với thiên chúa con người của chúng ta muốn đi tạo một cái thiên đường riêng cho chính mình nhưng thiên đường đâu không thấy con người à, phải sống ở trong cái nỗi cô đơn và đau khổ và thưa quý vị để có thể phục hồi lại để có thể đem con người quay trở lại với một cái kế hoạch tốt lành của Thiên Chúa đó là ban cho con người vui thỏa sống ở trong cuộc đời này thì Thiên Chúa đã đến trần gian này và Ngài đã tìm cứu con người của chúng ta qua Chúa Giêsu qua sự giáng sinh của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Ngài trong đời đã thay đổi lịch sử loài người và thay đổi cuộc sống hay là cái tình trạng của con người để biến con người từ cái chỗ đau buồn, khổ lụy, bây giờ con người có thể trỗi tiếng vui mừng, có thể ca hát. Và chính Chúa Giêsu ở trong Tin lành văn đoạn thứ 15 câu thứ 11 thì Chúa nói rằng ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn à, Chúa hứa với tôi và quý vị một cái niềm vui trọn vẹn chứ không phải là trăm lần vui vạn lần sau mà Ngài ban cho chúng ta một cái niềm vui đầy trọn và khi Chúa Giêsu Giáng sinh thì Thiên Thần cũng đã luôn bảo tin mừng rằng hôm nay có một tin mừng một tin lành cho nhân loại ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cư thế là Christ là Chúa. À, này là sự vui mừng lớn cho các ngươi. Thưa quý vị, Kinh Thánh gọi sự Giáng sinh của Chúa. Việc Chúa Giêsu bước vào đời này là đem niềm vui lớn cho nhân loại. Và ở trong tin lành giang đồng 14 thì Chúa cũng nói rằng là ta ban cho các ngươi cái sự bình an. Cho các ngươi sự bình an Làm các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi Sự vui mừng tức là cái sự vắng bóng Của bối rối, của sợ hãi Của lo buồn, của những đau khổ Và Chúa Đem cái sự bình an Sự vui mừng đến cho Con dân của Ngài Cho nên thưa quý vị Chúng ta có thể có một cái sự vui mừng trọn vẹn Nếu chúng ta Quay trở lại Với Thiên Chúa Nếu chúng ta không chống nghịch Ngài Tại vì con người chống địch Thiên Chúa thì chẳng khác gì chúng ta à, chối từ những cái những cái điều tốt lành. Chẳng hạn như trong cuộc sống này chúng ta nói rằng thôi tôi không uống nước nữa. Chúng ta tối chối những cái điều tốt lành. Tôi không dùng những cái thức ăn nữa. Tôi không muốn hưởng cái bầu không khí 21% oxy này nữa. Nhưng đó là những điều tốt lành. Và chúng ta tự chọn cho mình một cái 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 thế giới khác. Chẳng hạn như là tôi có thể tự tạo một cái bầu không khí khác để tôi thở mà không cần cái bầu không khí mà hiện tại là 21% oxy này, tôi không cần. Tôi không cần ánh nắng mặt trời, tôi không cần nước đã có sẵn, tôi không cần những lương thực mà bởi thiên chúa dựng nên. Và tôi thưa với quý vị rằng nếu chúng ta chối từ những cái điều tốt lành đó thì chắc hẳn rằng sự đau khổ sẽ đến với chúng ta. Và trong cuộc sống này khi chúng ta quay lưng với thiên chúa thì đó có nghĩa là chúng ta chọn cái con đường đau khổ và kinh thánh ở trong roma đồng một thì phaolô nói rằng khi mà con người quay lưng với thiên chúa thì con đường của họ đầy những cái đau khổ, khổ rặt những cái đau khổ à, họ không tìm thấy được cái con đường bình an đó là một cái tình trạng của nhân loại người ta lo lắng sợ hãi bối rối và ở trong cái tình trạng không biết được tương lai của mình ra làm sao có rất nhiều người chỉ mong cho à, Trời nếu ban đêm thì trời nhanh sáng và nếu ban ngày thì mong cho trời nhanh tối. Để chúng ta có thể qua đi những cái ngày tháng ngắn ngủi ở trên đời này. Cho nên thưa với quý vị cuộc sống của con người thật là đáng thương và chính vì bởi cái tình trạng đau buồn và đáng thương đó thì Chúa hứa rằng là ta sẽ ban cho các ngươi cái sự vui mừng. Ban cho các ngươi một sự vui mừng trọn vẹn chứ không phải là sự vui mừng giả tạo rất nhiều điều mà có thể nói rằng trong trần gian này chúng ta cũng vui, chẳng hạn như là uh, chúng ta bước vào những canh bạc, những cái thú vui ở trên trần gian, uh, những cái uh, buổi truy hoang rượu chè, ha, thì chúng ta cũng tìm được những cái niềm vui chứ. Nhưng mà cái niềm vui đó chỉ là niềm vui tạm và niềm vui giả uh, khi những điều đó đã qua rồi. Thì thưa quý vị chúng ta cảm thấy một sự trống vắng ở trong tâm hồn của chúng ta và một người say rượu sau khi họ vui bởi rượu rồi thì họ lại khóc họ buồn hơn nữa một người bước vào trong một cái thế giới à, à, cờ bạc đỏ đen họ cũng có những lúc họ rất là vui nhưng rồi thì cái nỗi thất vọng ê chề nó càng lớn hơn cho nên đó là tình trạng của con người đi tìm những cái niềm vui ngoài thiên chúa chúa nói rằng ta sẽ ban cho các ngươi cái sự vui mừng và sự vui mừng đó trọn vẹn ngài mai chúng ta điều gì để rồi chúng ta có thể trọn vẹn thưa quý vị bởi vì thiên chúa là tốt lành và tôi thưa quý vị rằng khi chúng ta sống ở trong một cái thế giới tốt lành và tất cả mọi điều kiện là tốt lành thì quý vị sẽ vui tại sao một người họ đói thì họ buồn là bởi vì họ không có những cái điều tốt lành họ có cần những thức ăn cho thân thể của họ Nếu là trời lạnh Thì họ cũng cần phải có những đồ mặc cho ấm à, Họ cần có nhà để ở Và trong cuộc sống Họ cần những cái điều tốt lành Để cung phụng cho cái hạnh phúc của họ Và nếu Họ không có những cái sự tốt lành đó Thì họ sẽ đau khổ Và chối từ Thiên Chúa Là chối từ sự tốt lành Con người chẳng những tối từ Thiên Chúa Nhưng mà con người lại đi tìm Đến với quỷ ma Đi tìm với những cái điều ác, điều xấu và con người nghĩ rằng chính ma quỷ chính những cái điều ác đó có thể đem lại cái niềm vui cho mình à, chẳng hạn như những người họ sống gian dối đó là cái, cái thế giới của ma quỷ họ quay lưng với thiên chúa và họ sống một cuộc sống gian dối họ quay lưng với thiên chúa và họ sống một cái cuộc sống mà à, trong đó quý vị thấy rằng là họ chọn cái con đường sai lầm và rất là nhiều người như vậy họ không nhận họ sai lầm đâu à, nhưng mà họ đi tìm những cái điều xấu và chính những cái điều xấu đó là một cái sự đánh lừa thôi đó chính là những cái mồi ngon ở bên ngoài nhưng mà bên trong nó có những cái lưỡi cầu khi chúng ta bước vào cờ bạc thì sau những cái canh bạc đó chúng ta có niềm vui có thể nói rằng rất là ít nhưng mà tất cả có thể rơi vào trong một cái tình trạng là tan gia bại sản trở thành những thằng thằng bằng đó những người mà Mê cờ bạc sẽ là như thế Rồi những người mà ham mê rượu chè chẳng hạn Hoặc là đi tìm những cái thú vui mà không đúng Thì cũng vậy thưa quý vị Sẽ kết thúc một cuộc sống ở trong một cái tình trạng tồi tệ Những người thích xì ca ma túy Thì rõ ràng xì ca ma túy cũng đem đến cái niềm vui cho họ Nhưng mà nhưng mà rồi cái nỗi buồn nhiều hơn Cái nỗi ô nhục nhiều hơn Và vân vân Nếu đi vào cái con đường sai quấy Ngang tàn, gian ác thì con người sẽ chuốt lấy tù tội Con người sẽ chuốt lấy những cái sự thất bại Ở trong cuộc sống Và không thế nào có thể vui được Nhưng mà khi quý vị sống trong một thế giới tốt lành Thì quý vị sẽ vui Đấy, và niềm vui nó sẽ tràn ngập cho chúng ta Khi mà chúng ta Bước vào Trong một cái thế giới tốt lành như vậy Và cái thế giới đó là thế giới của Thiên Chúa Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi Sự bình an của Chúa Cái sự vui mừng cũng của Chúa Đó Chú nói rằng là hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi. Tên là gian Độ 15 câu 11. Hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi. Và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Thế giới này rõ ràng là có nhiều những cái đau khổ và nhiều những khó khăn. Tuy nhiên nếu niềm vui của Chúa ở bên trong chúng ta thật là lớn. Thì thưa với quý vị chúng ta sẽ vui. Ở bên ngoài trời rất là lạnh, rất là khắc nghiệt nhưng mà nếu quý vị ở trong một cái môi trường mà có máy sưởi máy ấm thì tôi tin rằng là quý vị sẽ vui không có cái gì cái rét lạnh bên ngoài không thể nào ảnh hưởng đi chúng ta hoặc là cái nắng gắt ở bên ngoài nếu quý vị có bên trong có những máy điều hòa thì thưa với quý vị chúng ta cũng sẽ cảm thấy mát mẻ mặc dầu bên ngoài thì trời rất là nắng gắt và những cái đau khổ bên ngoài những cái khó khăn bên ngoài cũng vậy, không thể ảnh hưởng đến con người, đến tâm hồn của chúng ta và tâm linh của chúng ta nếu chúng ta thật sự ở trong Chúa. Như vậy thì chính Thiên Chúa là đáng tốt lành. Và Chúa nói rằng hãy ném thử Thiên Chúa tốt lành là dường nào. Ngài rất là tốt lành. Nếu nói trên đời này, quý vị khao khát cái sự tốt lành à những cái điều bình ổn những cái điều mà có thể đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta thì hãy đến với Thiên Chúa bởi vì chính Ngài là đáng có thể cung phụng cho chúng ta và kinh thánh cho chúng ta biết rằng chính Ngài tình yêu của Ngài cũng lớn hơn lớn hơn cả hoạn nạn lớn hơn những cái đau khổ lớn hơn những cái thử thách lớn hơn bất cứ một cái điều gì trên trần gian này Phaolô khi mà ông đã đến với Chúa và ông yêu Chúa thì ông nói rằng không có điều chi có thể phân rẽ tôi khỏi tình yêu của Thiên Chúa ừ. Dầu cho là hoạn nạn khốn cùng bắt bớ Đối kém trần truồng nguy hiểm hay là gươm dạo Như vậy thì đó là tất cả những cái Những điều có thể làm cho con người đau khổ Nhưng mà luôn nói rằng Tất cả những điều đó không thể nào Có thể thắng được cái tình yêu của Chúa Bởi vì tình yêu của Chúa lớn quá Đến nỗi những cái đau khổ trên đời này Những cái mất mát, những cái thua lỗ Những điều mà, mà mình cảm thấy bị tổn thương Trên đời này đó Thì được chính Chúa Ngài bù đắp cho chúng ta Giống như quý vị đi xe và xe quý vị bị tai nạn thì bảo hiểm có thể trả cho quý vị hơn cái số tiền mà thiệt thòi nữa thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn buồn nữa. Mà Chúa không phải trả cho chúng ta một phần ngang với giá trị chúng ta mất. Nhưng mà thưa quý vị, Ngài còn tình yêu của Ngài và ân điển của Ngài lớn cho đến nỗi là Ngài phủ phê ban cho chúng ta. Và từ chỗ đó chúng ta sẽ vui mừng. Và Phaolô nói rằng là những cái điều đau khổ bây giờ nó không đáng không đáng chi nếu đem so sánh với cái sự vinh hiển với cái phước hạnh hầu đến ở trong Roma đoạn 8 câu 17. Phaolô đã nói điều đó. Và ở trong Hebrew đoạn 12 cũng nói rằng hãy nhìn xem Chúa Giêsu là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình đến nỗi ngài chịu lấy thập tự giá và khinh điều sỉ nhục. Thì thưa quý vị tại sao thập tự giá và những điều sỉ nhục không làm cho ngài buồn? À, là lý do là bởi vì vì sự vui mừng đặt trước mặt mình. Giống như một người chẳng hạn như họ sinh nở một đứa con. Họ đau lắm. Họ, họ, khổ lắm chân mà là sướng nhưng mà tại sao có rất nhiều người không có sợ và thậm chí họ khao khát để được sinh ra những đứa con lý do là bởi vì cái niềm vui khi sinh ra những đứa con nó lớn hơn là những cái nỗi khổ nhập khi mà họ mang thai và sinh đẻ thế thì cũng vậy ở trong cuộc đời này nếu chúng ta có được niềm vui của thiên chúa ở bên trong chúng ta thì chúng ta sẽ trọn vẹn vui mừng Giống như follow khi ông ở trong tù mà ông có thể hát được Ở Trong tù mà ông có thể cả hát được Quý vị thấy đó Khi follow bị người ta nói hành nói xấu Thì ông nói rằng Ông vẫn vui tôi đương còn vui mừng Và sẽ còn mừng rỡ nữa Như trong Philip độ 1 mà, mà follow đó nói Khi mà ông ta bị những người bên ngoài nói xấu ông Thì ông nói có hề gì đâu. hả? Tôi đương vui và tôi sẽ còn vui mừng nữa như vậy thì quý vị thấy rằng không có điều chi có thể cướp mất được cái niềm vui của những cái người theo Chúa. Cho nên chúng tôi À, khuyên mời quý vị hãy đến với Chúa. Nếu cuộc sống của chúng ta đầy những đau khổ, đầy nước mắt, đừng bao giờ chúng ta chấp nhận cái cuộc sống ngập chìm ở trong cái bể đó, bể khổ đó. Nhưng mà hãy đến với Chúa. À, bởi vì lý do khi chúng ta quay lưng với Ngài thì tất cả một sự tốt lành sẽ không đến với chúng ta. Còn khi chúng ta tin cậy Ngài, khi chúng ta đến với Ngài, khi chúng ta ở trong Ngài, thì tất cả mọi sự tốt lành Chúa sẽ ban cho chúng ta và và đó là lý do mà chúng ta nghe Chúa thường khuyên mời rằng hãy đến với Chúa, hãy tin Ngài, trước nhất hãy tìm kiếm Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả mọi điều. Xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Và nếu quý vị là những người muốn cái niềm vui, muốn có một cuộc sống phước hạnh và bình an, thì xin hãy thành tâm và nói với Chúa những cái lời cầu nguyện sau đây: kính lại Chúa là đáng yêu thương con là đáng dựng nên con và đáng muốn ban cho con sự vui mừng. Nhưng cuộc đời của con phải đã trải qua nhiều cái nỗi đau khổ. Con đến với ngày hôm nay, xin Chúa tiếp nhận con, xin Chúa tha thứ cho con và xin Chúa ban cho con sự bình an, sự vui mừng. Con tin nhận Ngài, xin Chúa ban cho con như điều mà Ngài đã hứa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Nếu quý vị cầu nguyện như lời cầu nguyện như vậy thì tôi thưa với quý vị rằng chính Chúa trên trời sẽ nghe lời cầu nguyện của quý vị và Chúa sẽ thay đổi tương lai của chúng ta những ngày tháng kế đến quý vị sẽ thật sự trải nghiệm được cái sự vui mừng quý vị sẽ sống ở trong mọi sự tốt lành của Thiên Chúa và hãy tìm đến những hội thánh à, tin lành để quý vị có cơ hội biết thêm về Chúa và biết cách nào để được sống mãi ở trong Ngài. Hầu cho sự vui mừng của Chúa cứ mãi mãi ở bên trong đời sống của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý vị.